Đó, đây là Sony đang rót nước vào một cái chén bát. Còn đây là Sony đang nấu nước sôi này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, Sony rất là chuyên nghiệp luôn nha các bạn. Chắc cái này Sony đừng... Cái này sẽ nở ra xinh lắm á. Wow, đó các bạn thấy đẹp không? Các bạn thấy màu đen đẹp không? Đó, còn đó đây là cái bọt sữa cho chị mừng chị coi nè. Các bạn thấy chưa? Cái này khoảng bao nhiêu phút là xong em? 25 phút. Đó, các bạn dần dần các bạn đã thấy nó chưa? Bắt đầu dần dần nó sẽ nở. Rất là đẹp luôn nha các bạn, y chang hạt dưa á các bạn. Dưa nha các bạn. Cái nấu trà sữa này khoảng bao nhiêu phút em? Trà sữa thì phải để nguội. Một khoảng bao nhiêu phút em? Tầm hoặc là có thể uống liền nhưng mà cho đá. Vậy xin đi, xin đi lấy dụng cụ nha các bạn. Xin lấy muỗng nước mắm nè, hai cái muỗng này xin nè. Rất là chuyên nghiệp luôn. Nó dần dần nó nở ra nè, cái đó các bạn thấy không? Nhiều lắm các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa, nó nở rất là đẹp. Đừng có quay cảnh nó nở, từ từ xíu nó nở. Em mình rất là chuyên nghiệp luôn nha các bạn. Và đây là hai cái bột trà sữa này đó các bạn thấy chưa? Hai ly luôn. Tất ra bây giờ em mình sẽ làm nha các bạn. Em ơi cái hạt gì dánh ra. Bây giờ mình sẽ ngửa nha các bạn. Y chang trà sữa thiệt luôn. Bây giờ mình sẽ khuấy cùng em mình ha. Nhớ trước khi uống sữa trà sữa nha, các bạn sẽ khuấy ra chứ không là các bạn sẽ ăn nhầm bột á. Nè, mình cho các bạn nhìn cái nước này nha. Y trà sữa hệt luôn. Đó. Nó vị nó sao em? Hơi nhiệt nhiệt. Khuấy đều không rồi. Nếu như mình em mình nó nhạt nữa coi mình khuấy đều. Bây giờ mình sẽ nếu như mình nhạt chúng ta sẽ cho ít đường. Đúng rồi các bạn. À nè, đúng. Các bạn thử mua trà sữa và làm tại nhà rất là ngon nha. Ui. Đây là hũ được. Ngon. Hồi nãy mình đã làm đỡ cho nên bây giờ mình sẽ khuấy lại nha các bạn đó. Các bạn thấy hai ly nó như thế nào? Nhớ comment bên dưới nha. Hai cũng đang nở đi nha, cũng sắp nở đi nha. Đây để mình quay cái hạt thêm nữa. Đó các bạn thấy chưa? Nó sắp nở đây nè. Lấy cho em cái muỗng em đo phần dưới đó. Ok bây giờ em sẽ múc lên. Đó các bạn nhìn thấy nó như thế nào? Nở rất nhiều. Rất nhiều. Đây thì hạt nở này các bạn. Nhìn y chang cơm luôn nha các bạn. Giờ cho vào đây nè. Không biết nó hình như nó đầy quá hay sao các bạn. Cái này là mình uống. Các bạn thấy nhìn nó nổi lòng bòm không? Đó, y chang trà sữa. Rồi, vậy cái này mình sẽ đấy, các bạn thấy chưa? Cái này của chị không? Em không có đâu, em đừng có uống. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Vị nó sao em? Nó nóng còn ngon. Mình sẽ để cho nó nguội nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tạm dừng video. Có thể cho đá 5 phút. Mà đầy quá sao bỏ đá em? Móng. Đầy quá cho nên em mình sẽ lấy muỗng to để hấp nha. Bây giờ mình sẽ hấp thử nó như thế nào. Chở em. Hấp nha. Nó không nghe nữa chị. Bây giờ mình sẽ hấp thử coi. Nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa, trời ơi rất là ngon luôn. Nè, mình cho các bạn hấp miếng nha. Xong, bây giờ tới lượt mình hấp nha. Rất là ngon luôn, bây giờ không biết cái lạnh nó như thế nào nữa cho nên thì mình đợi chứ không là sẽ làm đũa ra bàn. Nó ngon hấp dẫn ghê luôn. Cho đá.
hai hoặc ba cục này được. Hẹn gặp lại các bạn nha. Và đây là tác phẩm. Các bạn nhớ like và đăng ký cho mình nha. Bye. Nhớ, với lại là nhớ nhấn chuông thông báo để mà theo dõi những cái video của chị em mình nha. Đã, bye bye các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Trà xí này các bạn có thể tự làm nhà nhân với sự trợ giúp của người lớn nha các bạn. Em mình là nó tự làm luôn. Vì em mình nó làm hàng ngày.